Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 10 năm 2013, chúng ta có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, xin đại chúng cùng chắp tay hướng về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để chúng ta cầu nguyện cho đồng bào Bảo Lục ở ngoài Trung cách đây mấy ngày, cầu nguyện cho tất cả những người đang trong cảnh màn trời chiếu đất sớm được thoát được cái cơn thiên tai khổ nạn này, do lòng chí thành cầu nguyện của tất cả chúng ta. So as you may know that we have flood disaster in central of Vietnam. So today, before we start our Dharma talk, we invite you to join your palms, direct your mind to the Buddha, so we can pray for all the victims in Vietnam. Trí tuệ bừng lên đóa biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết Phật bày muôn thế giới sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thành xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Chúng hôm nay quý vị có được khỏe không? Pháp Hòa vừa đi giảng ở Montreal về cách đây được mấy ngày. Thì ở bên kia thời tiết còn ấm, khi trở về đây thì chúng ta bắt đầu lạnh. Và bên Montreal thì mùa này rất là đẹp, lá vàng, lá đỏ, đủ các màu sắc, rất là đẹp. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thường thì chúng ta mong muốn những cái điều gì tốt đẹp nhất đến với mình. Thậm chí trong một cái thời kinh á, Pháp Hòa nhớ là hồi đó có một cái thời cúng và trong đó có một cái lời phục nguyện. Và cuối cái lời đó có cái câu như: kể từ nay, điều lành thì đem tới, điều dữ thì tống ra. Tức là cái gì lành thì mình muốn đến và điều gì không lành thì mình muốn cho ra. Và bốn mùa xuân hạ thu đông mình đều muốn có sự an lành hết. Cho nên cái lời cầu nguyện trong đó có câu là xuân đa kiết khánh, tức là mùa xuân thì nhiều cái sự bình an. Hạ báo bình an, tức là mùa hè thì có được nhiều cái bình an. Kiết khánh là điềm lành, nhiều cái điềm lành, điềm vui, gọi là xuân đa kiết khánh, hạ báo bình an. Còn thu á, thì tống tam tai. Tam tai tức là nạn đói khát, nạn ôn dịch, nạn lửa cháy, ví dụ như đó. Tam tai hạ thu tống tam tai. Còn mùa đông á, thì đông nghinh bách phúc, tức là mùa đông thì muốn có hàng trăm cái phước lành nó đến với mình. Ở trong một cái lời cầu nguyện, những cái bản chữ nho ngày xưa mình nghe những cái câu như vậy: xuân đa kiết khánh,
hạ báo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc. Bách phúc tức là cả trăm phúc. Cho nên người Trung Hoa người ta còn làm một cái bảng chữ, người ta để là bách phúc đồ, tức là bản đồ này, cái chữ đồ là vẽ viết đó, có 100 chữ phúc. Thì chữ phúc 100 chữ người ta viết nhiều kiểu, chữ triện, chữ thảo, chữ này chữ kia, đủ các thời đại. Nhưng mà cái chữ đó là để nói lên cái chữ phúc. Cho nên thỉnh thoảng mình thấy ở trong nhà của người Hoa treo cái chữ bách phúc đồ. Rồi thậm chí mình muốn cái phước lành đó, nó đến với mình, nó không có đi chỗ khác. Cho nên mình đây viết cái chữ phúc đó, mình treo ngược lại. Và người ta gọi là phúc đáo. Đảo tức là đảo ngược lại. Thỉnh thoảng quý vị đi tới các cửa tiệm, cửa hàng hay các nhà người ta, quý vị thấy cái chữ phúc mà sao treo không trúng, treo ngược. Rồi mình nói chắc cái người này không biết chữ. Không phải người ta không biết chữ, mà người ta phải nói là người ta quá biết, cho nên người ta dùng cái âm, cái điệu, và người ta nói cái ý gọi là phúc đảo. Đảo tức là đảo ngược lại cho mình, ta nên treo cái chữ phúc ngược lại. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng muốn cái gì nó lành, nó thiện, nó đến với mình. Rồi thì cái điều ước nguyện đó nó không có sai, mà nó cũng có gì tội lỗi hết. Ai mà không muốn mình khỏe mạnh, ai không muốn mình bình an, ai không muốn mình có niềm vui, ai không muốn mình thành tựu, coi như cái gì tốt nhất là mình đều muốn hết. Nhưng mà đôi khi á, chúng ta chỉ muốn thôi, mà mình quên phải làm gì để muốn cái muốn của mình nó thành hiện thực. Thí dụ như nay muốn có phước mà không chịu làm phước, muốn có tiền có của mà không chịu bố thí, sao phước nó tới được? Mình phải cho ra thì mới có vào chứ. Còn giờ thí dụ như vậy là tôi muốn ăn nữa thì cái bụng này nó phải tiêu hóa thức ăn. Chứ còn bây giờ nó đầy ấp, nó ấp lẫm trong này rồi, làm sao mà ăn cái gì nữa. Cho nên thức ăn phải tiêu hóa thì ăn cái khác mới được nữa. Thì bây giờ mình cũng vậy, muốn có phước thì phải làm phước, muốn sống lâu thì phải phóng sanh, muốn giàu có thì phải cúng dường bố thí cho người nghèo, người là người khổ. Cho nên cái mà chúng ta thường quên đó, là chúng ta chỉ muốn, mà chúng ta quên là chúng ta phải làm gì để cái muốn của mình nó thành ra cái sự thật. Thí dụ nói, trời ơi tôi thấy quý thầy nhớ kinh hay ghê, và tôi cũng muốn nhớ nữa, mà hỏi có đọc kinh không? Dạ không. Vậy sao nhớ? Muốn nhớ kinh mà không chịu đọc kinh, không chịu học kinh thì lấy gì nhớ? Không. Rồi cái nói, trời ơi tôi thấy cái chú đó có phước ghê vậy đó, tướng tá cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Là phải biết rằng đời trước á, cái người đó luôn luôn khen ngợi người khác, không có khinh thường người khác, làm gì cũng minh bạch rõ ràng. Cho nên đời này thân tướng cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Còn mình nó làm gì cũng lén lút, cho nên đời này đen thùi, nó ám đạm. Được có một chút hay thì tưởng mình giỏi nhất, cho nên khinh người khác, cho nên kiếp này mang cái tội là lùn. Thí dụ vậy. Cho nên mình muốn cái gì thì mình phải thực hiện cái điều đó để cái muốn của mình nó trở thành ra sự thật. Cho nên đạo Phật gọi là cầu nguyện. Quý vị hay nói đi chùa cầu nguyện. Cầu là gì? Cầu là mình wish, mình muốn. Nguyện là gì? Mình phải vow. Vow tức là mình nguyện làm. Tôi muốn cái này, tôi làm cái đó. Ví dụ này, tôi muốn gia đình tôi yên thắm. Đó là cầu gì? Thì phải nguyện nè. Nguyện nhẫn nhục. Khi vợ nóng thì tôi nguội, khi chồng nóng thì vợ nguội. Thì một người nguội, một người nóng thì cái chuyện an lành hạnh phúc mới có thể. Rồi nói tôi muốn gia đình con cái tôi không có khổ sở. Thì vợ chồng giận nhau đừng có hở một chút là hâm ly dị. Tại vì mình cứ hâm he hoài á, thì cái ý nghĩ ly dị á, lâu ngày nó thành ra cái tập nghiệp. Nghiệp á, là do mình khởi mỗi ngày một chút, lâu ngày nó thành một khối, nó thành ra một cái thói quen, thành cái nghiệp. Thí dụ cái người đó mở miệng chửi một câu, nói chuyện
Dù chuyện bình thường không có chuyện gì xảy ra, không giận tức ai, nhưng mà cũng phải chêm một câu chữ thề ở trong đó. Thì lâu ngày nó thành ra cái nghiệp, cái nghiệp của cái miệng. Có suy nghĩ mới có nói, cho nên cái đó là cái nghiệp của cái ý. Cho nên ý là cái gốc, còn cái lời nói và hành động là cái phụ của cái ý mình. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tu cái ý, mà chúng ta hay nói nôm na là tu cái tâm. Nhưng mà muốn tu cái tâm thì phải biết tâm sao mà tu thì mới được. Ví dụ như là, thí dụ như bây giờ mình không muốn ai nói sốc mình, mình không muốn ai nói nặng mình, mình không ai muốn, mình không muốn ai chạm mình. Nhưng mà mình đôi khi hằng ngày mình nói chuyện mà mình quên, mình cứ nói sốc người khác, mình nói trên đầu trên cổ người khác, mình nói những cái lời làm cho người ta khó chịu, mà chính bản thân mình không hề thấy cái đó. Mà hễ ai nói chạm mình một tiếng á, là mình nói liền à, mình nói làm gì nói nặng dữ vậy, làm như thế, tại sao như thế này thế kia. Mà mình quên rằng trong đời sống hàng ngày của mình, đôi khi mình cũng vì cái lời nói đó. Thí dụ như cái người nào á, mà nhỏ hơn mình, thấp bé hơn mình, quyền lực ít hơn mình, là bắt đầu mình lấn lướt à, mà mình không, mà mình đi tới chỗ khác á, là mình cũng muốn làm anh chị luôn. Mình chứng tỏ là mình là người biết việc, cho nên không muốn ai lấn lướt mình hết. Cho nên rồi thậm chí á, thí dụ bây giờ mình nói là cái việc của mình, trời ơi cái chuyện riêng tư của mình giấu muốn chết vậy đó, không muốn ai biết hết á, mà mình cứ đi điều tra chuyện người khác. Gặp người ra có hỏi sao, lúc này có nghe tin tức gì của gia đình đó không à, hôm trước tôi nghe nói tụi nó lục đục mà có không. Nhưng mà chuyện của mình là mình giấu. Rồi thí dụ như bây giờ á, con của mình có hai người con, một trai một gái. Con trai á thì mình nói với con trai là mày là con trai, không có được nghe lời vợ à, là phải cầm quyền vợ. Nhưng mà nếu mình có đứa con gái á, mình mới nói con có biết không, ở xứ này là đàn bà là số 1, cho nên con không có được để chồng con lấn lướt. Có phải mình không? Tức là lúc nào mình cũng muốn bảo vệ cái thành trì của mình. Cho nên đạo Phật á, dạy chúng ta quán chiếu, chúng ta là một cái ngã. Con người mình có một cái ngã, tức là cái ta. Cái gì mà nó thuộc về cái ngã của mình thì mình gọi là ngã sở. Ngã sở tức là cái đó nó bị lon tới mình. Còn mình là mai, cho nên mình hay nói that's mine, cái đó là của tôi. Cho nên mình có cái mình và cái của mình, cho nên mình không ai muốn xâm chạm tới mình hết. Mà chính vì ai cũng muốn bảo vệ cái của mình, cho nên rốt cuộc cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, thì giao tranh hiềm khích ganh tị đủ kiểu đủ cách hết, mà chúng ta ít có biết mở lòng. Là thí dụ bây giờ á, cái người nào mà hơn mình á thì mình muốn đè người ta xuống. Người nào mà bằng mình á, mình muốn thấp hơn. Hễ mà bằng á thì mình đẩy người ta xuống thấp hơn mình chút. Mà hễ mà hơn mình á, mình kéo xuống cho bằng mình. Cho nên lúc nào mình cũng muốn là không có ai hơn mình hết. Bất quá là bằng chứ không được hơn. Còn nếu không là phải thấp hơn. Cho nên trong cuộc sống á, nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cách sống của chúng ta hàng ngày á, chúng ta hơi vì mình nhiều hơn vì người khác. Thí dụ bây giờ mình nói một cái nhỏ thôi, cái này nó không có sai, nhưng mình để mình thấy cái ví dụ đó. Bình thường khi khổng khi không á, mình không có khấn không có nguyện gì hết á. Chẳng hạn như không có khấn bố thí, không có khấn in kinh, không có khấn làm phước. Nhưng mà khi mình gặp nạn mình mới khấn. Con gái cho con kỳ này hết cái bệnh cho con ăn chay 1 tháng. Như vậy là ăn chay này là vì cái gì? Vì mình có bệnh, tức là vì mình chứ gì nữa. Mình có bệnh mình mới ăn chứ bình thường khỏe mạnh gì đâu, mình đâu nói đâu, nói trời ơi thôi
lúc này thấy ăn thịt ăn cá nhiều quá rồi, thôi nguyện ăn chay tháng để dưỡng lòng từ bi, kế đến là thanh lọc cơ thể. Còn nếu mà khỏe mạnh một cái là bắt đầu hỏi coi nhà hàng nào có món ngon, xa cỡ nào cũng đi hết, không? Tức là lúc mình khỏe, mà lúc mà bệnh nó không muốn gì nữa hết. Mà thậm chí khi mình khổ quá, mình bệnh quá, mình nói vậy nè: tôi bây giờ tôi không có muốn gì nữa hết, tôi chỉ muốn chết thôi. Không muốn gì nữa mà muốn chết, tức là còn muốn chứ gì. Và tại sao muốn chết? Là tại vì cũng vì mình sống cực quá, bệnh quá, thôi chết khuất cho rồi. Rồi thậm chí mình thấy cái người kia giỏi quá, lo lắng được việc, mình nói nữa bà khoan chết nha, để tôi chết trước, tại tôi chết bà lo. Là cũng vì mình chút. Cho nên nếu mà mình sống mà mình có nhìn lại á, thì mình sẽ thấy phần lớn chúng ta sống vì bản thân mình nhiều hơn sống vì tha nhân. Cho nên tại sao mà mình khác với các bậc đại sĩ ở cái chỗ đó. Đại sĩ là gì? Tức là các bậc có cái tâm hạnh rộng lớn. Ví dụ như bây giờ á, mình đi tới đâu á, người ta còn có 5 món, 5 thứ thôi, thì bắt đầu mình ta nói là bây giờ tôi cho free, mà giờ tôi còn có nhiều cái là mình đếm người thân mình trước. Như với tới bạn bè, bạn là bạn, nhưng mà bạn là bản thân rồi nha, chứ bạn không thân là từ từ tính. Tức là mình tính là cái người nào mà được phần mình, mà hãy ai làm lợi gì cho mình là mình tính trước. Cho nên thật sự tất cả những cái đó nó không có sai, nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng đời sống hàng ngày của chúng ta, thường chúng ta hướng gì cái gì nhiều, để chúng ta nhận ra cái chỗ đó rồi chúng ta chuyển nó một chút. Cái đó gọi là tu tâm. Tu tâm có nghĩa là biết cái tâm mình nó còn đang vướng vấp ở chỗ nào, rồi từ đó chúng ta sửa nó. Cũng giống như á, mình lái xe 2-3 ngày thì cái bánh xe mình nó lại xẹp, thì mình bơm lên thì lại xẹp. Thì bây giờ cuối cùng mà muốn biết cái bánh xe đó nó như thế nào thì phải làm sao? Phải đem vô trong hãng xe nhờ người ta tìm coi nó xẹp ở cái chỗ nào. Không biết ở đây thì người ta thử bánh xe xẹp kiểu nào, chứ ở Việt Nam là ngâm vô nước. Quý vị mà đi tới mấy cái chỗ mà vé xe dạo á, là sẽ biết là người ta lấy cái bánh bơm bánh xe là người ta mới nhúng nó vô nước vòng vòng vòng, để mà vò dò coi cái chỗ nào là cái chỗ xì. Y chang như mình tu, mình sẽ dò coi cái tâm mình nó còn đang lủng một lỗ chỗ nào. Đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi cái đó gọi là lậu. Lậu có nghĩa là nó rất nhỏ mà nó rỉ ra từng chút, bình thường không thấy. Thí dụ này, bây giờ mình đi ngang, mình thấy nguyên rổ tiền để đó mà không ai nhìn hết trơn á, không ai lấy á, là không phải đâu, không phải mình không tham đâu, tại vì có người nhìn, cho nên mình pretend, mình giả bộ như mình không tham. Nhưng mà nếu chỗ đó là trong một cái nhà vệ sinh công cộng không có người là thế nào mình cũng bỏ túi. Và cái ý nghĩ đầu tiên là để tôi đem ra coi có ai nhận thì mình đưa, để mình lấy cái danh gì? Danh là mình sống không tham. Nhưng mà không có ai thì cái ý nghĩ thứ hai là thôi chắc của mình. Mình kêu là của trời cho. Tức là mình nói những cái đó để cho chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nó kẹt kẹt ở nhỏ nhỏ vậy đó, thì cái đó gọi là lậu. Cho nên đạo Phật gọi là lậu hoặc, hoặc là cái sai. Lậu tức là nó không có lộ ra một cách rõ ràng, nhưng mà nó rỉ từng chút. Giống như mình xách một cái thùng nước nó lủng lỗ nhỏ, nó rỉ từng giọt từng giọt. Giống như bây giờ có thể mình tu là mình giỏi, mình không còn giận đùng đùng, nhưng mà còn giận gì? Giận mang mát, tức là hờn. Có thể mình không có bộc lộ cái giận, nhưng mà có hờn ở trong đó. Chẳng hạn như người ta lỡ lấy cái đó lầm, mai mốt ta đem trả lại, mình hờn, mình không thèm lấy lại. Cho nên ở trong kinh á, Đức Phật có dạy chúng ta, nếu cái gì chúng ta không muốn thì chúng ta đừng làm cho người khác. Qua cái bài kinh hồi nãy mà Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, Đức Phật thấy một đám trẻ em
nó câu cá rồi nó đem ra nó hành hạ một bầy cá. Thì Đức Phật thấy cái hình ảnh đó, Đức Phật đến hỏi các em nhỏ: các em có sợ khổ không? Các em có muốn khổ không? Và có sợ khổ không? Thì các em nó trả lời: dạ, chúng con không muốn khổ và chúng con rất sợ khổ. Thì Đức Phật nói: nếu các con là người sợ khổ, không muốn khổ, thì đừng làm điều ác, đừng hành hạ người khác. Tại vì mình phải biết rằng mình hành hạ người khác, người khác đau thì người khác cũng, khi mà mình bị người khác hành hạ mình cũng đau như vậy. Cho nên hằng ngày á, cái người đệ tử Phật tu cái gì? Bây giờ thí dụ người ta nói: thôi bây giờ chị ráng tu, anh ráng tu, chú cô ráng tu. Thì bây giờ mình phải biết tu cái gì chứ. Tu theo đạo Phật rất dễ, tu ba thứ thôi: tu thân, tu miệng, tu ý. Hằng ngày cái suy tư của mình thì phải tập suy tư những cái điều lành, điều tốt nhiều hơn suy tư cái xấu. Vì khi chúng ta suy tư cái lành thì chúng ta nói điều lành, chúng ta làm điều lành. Làm là thân làm, nói là miệng nói. Cho nên cái ý nghĩ lành thì thân sẽ làm lành, miệng sẽ nói lành. Cho nên đạo Phật á, chỉ cho mình cách tu là chuyển từ cái xấu thành ra cái tốt. Và không cần phải dời đổi, chỉ cần chuyển cái đối tượng thôi. Thí dụ ngày xưa cái tai của mình á, thích nghe chuyện người, như hồi nãy cái bài sám mình tụng á. Bây giờ mình biết là mình có cái tai này không phải để nghe cái đó only, không phải chỉ để nghe cái đó thôi, mà bây giờ dùng cái tai này đâu để nghe thử cái lời đạo lý. Thì khi mà nghe đạo lý trong lọt vô tai thì tâm mình phải tiếp nhận cái đạo lý. Cho nên quý vị nhớ là Phật nói tâm mình nó giống như là một cái lá, tâm mình như tờ giấy, tâm mình như cái dĩa sạch. Hễ mà mình để thức ăn vào ngon thì cái dĩa đó nó có dính cái ngon. Còn hễ mình để cái thứ dơ, thứ không ngon thì cái dĩa đó nó sẽ dơ. Tâm mình cũng thế. Hằng ngày mình tiếp cái hay thì mình sẽ nhiễm cái hay. Hằng ngày mình tiếp cái dở thì mình sẽ nhiễm cái dở. Cho nên mình gọi là tu cái ý, tu cái thân, tu cái miệng, tu ba thứ. Tu là mình chuyển. Hồi đó mình hay thích nói chuyện người ta, bây giờ không. Gặp ai nói chuyện người thì mình nói thôi, chuyện của người ta mình không có biết đúng hay sai, mình nói một hồi nó có cái lỗi thì mình không nói nữa, mình chuyển đi. Thì tu theo Phật là chỉ tu vậy thôi. Tu thân, tu miệng, tu ý. Vì vậy mà bây giờ Đức Phật muốn cho chúng ta thành tựu cái đó. Cho nên Đức Phật đưa ra nhiều cái cách, chẳng hạn như tụng kinh hay là quý vị niệm Phật. Ở đây người nào có sâu chuỗi, mỗi tối về niệm Phật: Nam Mô Di Đà Phật, bấm một hộp. Nam Mô Di Đà Phật, bấm một hộp. Thì một đêm như vậy mình niệm 10 sâu, 20 sâu. Sau khi mình niệm rồi cái tâm mình nó tỉnh. Mà nãy giờ nửa tiếng đồng hồ cái miệng của mình không nói bậy, mà niệm Phật gọi là khẩu thanh tịnh. Cái ý của mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên nó đưa tới cái miệng. Cái ý có nhớ tới 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên đưa tới cái miệng nói Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi cái miệng nói, cái ý nghĩ, cái miệng nói thì cái tai lần Nam Mô Di Đà Phật, bấm hộp, tai thanh tịnh. Mà tại sao mình phải lần chuỗi? Trong một sâu chuỗi á, thí dụ dù 108 hạt hay là 18 hạt thì ở trên nó có cái trái bầu, nó có cái chỗ điểm. Cái chỗ đó là giống như tượng trưng cho cái chỗ tới của mình. Mà người tu của chúng ta là lần đi tới, lần đi tới. Không? Mà chúng ta cứ mỗi ngày lần đi tới thì nó sẽ tới được cái chỗ mà mình muốn. Bây giờ mình không thuộc kinh, đừng có lo. Cứ mỗi ngày đọc cái bài đó. Đọc một ngày, đọc hai ngày, không lẽ đọc một tháng nó không thuộc được hai câu. Mà thưa đại chúng, mà lỡ trong tâm mình mà lọt hai câu kinh nó đỡ lắm á.
nó đỡ hơn là hai cái câu mà mình để bụng để mình dành riêng mình chửi ai đó. Chẳng hạn như mình học cái câu, thí dụ thôi, mình nhớ cái câu, một cái câu mình mắng mỏ ai đó, bây giờ mình không nhớ cái đó, mình nhớ câu kinh, mình nhớ một hai câu thôi, thì tự nhiên cái tâm mình nó cũng an lạc. Cho nên mình tụng kinh á, tụng là gì? Lặp đi lặp lại gọi là tụng. Kinh là những lời dạy của Phật hầu mang cho chúng ta giải khổ có vui. Cho nên chúng ta tụng cái lời đó, tụng riết để nó thâm nhập vào trong tâm não của mình, để mỗi khi chúng ta nói ra lời gì, nó cùng phù hợp với thánh ý và đem cái niềm vui đó cho người. Ví dụ bây giờ á, thật sự mà nói, nếu mà chúng ta có quyền á, không có người nào ngồi đây mà không có quyền. Ví dụ quý vị làm chủ một chiếc xe, quý vị có quyền không? Có quyền chiếc xe đó. Mình làm chủ nhà, mình có quyền của cái nhà đó. Mình làm mẹ của đứa con, mình có quyền đối với con. Như vậy thì nếu mà nói là có chức phận, tất cả chúng ta trong đời sống này ai cũng có cái chức hết. Chức làm thầy, chức làm cha, chức làm mẹ, chức làm chị, người nào cũng có chức. Thế thì chúng ta đi vào một cái tập thể, có quyền hành gì để chúng ta lợi dụng nó? Ví dụ như bây giờ mình vô chùa, mình nói tôi có quyền giải quyết cái chuyện đó, cũng cái quyền hạn đó thôi. Cho nên ta kêu quyền hạn, hạn tức là hạn hẹp. Anh nhớ là cái quyền anh nó trong cái phạm vi đó thôi, chứ không phải ở đâu anh cũng có quyền được. Cho nên ta gọi là quyền hạn. Có quyền mà có limit, có cái chỗ. Thí dụ bây giờ mình làm quyền ở nhà mình, nhưng mà không phải trong chùa. Mình vô chùa đâu có quyền gì được. Thì vô chùa là mình không có quyền gì hết. Bất quá là mình là quyền Phật tử. Quyền của người Phật tử là gì? Chỉ tu học chứ không có làm gì khác. Cho nên nếu mà nói là mình vô chùa, mình có chức có vụ gì đó, rồi là mình lạm quyền hay lộng quyền, không đúng, không nên. Và không khéo là mình không có phải tạo phước mà mình tạo tội á. Cho nên mình vô chùa mình làm Phật sự, là việc của Phật, thì phải có Phật tâm. Phải có Phật tâm mới làm Phật sự được. Còn Phật lấy tà tâm, lấy tiểu tâm thì không thể làm Phật sự. Như là tám cái tâm mà Ngài thực hiện dạy vậy đó, tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên, không thể có. Đức Ngài thực hiện dạy chúng ta là trong tám cái tâm thì lấy bốn bỏ bốn, tà với chánh, bỏ tâm tà lấy tâm chánh, chơn với ngụy, bỏ tâm ngụy lấy tâm chơn, thiên và viên, bỏ tâm thiên lấy tâm viên, đại với tiểu, bỏ tâm tiểu lấy tâm đại. Bốn cái lấy và bốn cái bỏ. Cho nên trong kinh á, Đức Phật dạy cho các em nhỏ một cái lời kinh rất là ngắn mà hồi nãy chúng ta nghe. Và đây là cái bài kệ sau khi nghe các em trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không muốn khổ và chúng con rất sợ khổ. Thì Đức Thế Tôn nói như thế này: nếu con không ưa khổ, dầu bất cứ chỗ nào, thì chớ làm việc ác. Nếu con không muốn khổ bất cứ ở đâu, thì đừng làm việc ác. Trước mặt hay sau lưng, nếu con làm và sẽ làm các nghiệp ác bất thiện, con không giải thoát khổ, dầu nhảy vọt và chạy. Bây giờ người nào mà có chạy ở đâu, nhảy ở đâu, và khi cái khổ nó đến thì không thể chạy được. Cho nên chúng ta thường thích người ta khen mình, hay là không thích người ta xem lấn vào cái đời tư, chuyện riêng tư của mình, thì mình cũng tập đừng xen lấn vào chuyện riêng tư của ai. Nếu người ta không mời, không nhờ mình, thí dụ người ta đến, người ta nói tôi có chuyện, tôi muốn tâm sự với chị nghe chuyện của tôi xong rồi, mong chị cho tôi một lời khuyên, thì chừng đó mình nghe và mình giúp. Còn nếu mà chuyện đó là chuyện riêng tư của người ta, mình đâu có tiện. Có nhiều khi có nhiều người gọi đến nói chuyện, mà quý vị biết không, mỗi lần bắt cái phone lên và không hỏi gì hết. Thí dụ thường thường á, cái cách nói chuyện là: alo,
à, chị đó hả, anh đó hả, hay là thậm chí thầy đó hả, à, thầy có rảnh không, à, cho tôi xin hỏi một chút xíu chuyện, ví dụ vậy. Nhưng mà có những người á không có hỏi vậy, mình vừa nhắc cái phone lên, thầy thầy tôi có chuyện này tôi muốn hỏi nè, đó là đi thẳng vô chuyện luôn, mà nói chuyện 5 lần, nói chuyện 7 lần, mà tâm sự đủ thứ đời cô lụ, mà hoàn toàn mình không biết lụ tên gì. Nhưng mình không có hỏi là tại vì mình biết người ta không muốn nói. Tại vì thí dụ bây giờ có một lần mình hỏi, dạ xin lỗi tên chi, nó dạ khỏi, thầy chỉ cần biết tôi Phật tử được rồi. Từ đó về sau là khỏi hỏi. Nếu người ta muốn nói thì người ta tự nói. Vậy cho nên á, là mình phải, mình biết cái gì mà riêng tư của mình không muốn á, thì mình không xâm lấn cái riêng tư của người khác. Trừ khi nào người ta đến với mình, hoặc là ở trong cái tế nhị thì mình có thể khơi mở. Lúc này tôi thấy chị có vẻ hốc hác, anh có vẻ nhìn thấy buồn rầu, trong tình huynh đệ chị em có gì mình có thể chia sẻ được không, thế là đủ rồi, và không cần phải điều tra gì nữa, phải không? Thì ở đây á, mình học qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngắn này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng Khổng Tử ngày xưa cũng dạy không khác. Có một lần Tử Cống đến hỏi ngài Khổng Tử là xin thầy dạy cho con một cái lời gì để con trọn đời mà thi hành. Thì Khổng Tử dạy một câu như thế này: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là cái gì mình không muốn thì đừng bao giờ làm cho người. Mà cái câu đó nó trở thành ra cái câu then chốt cho chúng ta, cho những người đệ tử sống. Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người. Thí dụ mình không thích ai nói nặng, đừng bao giờ nói nặng người. Tại vì nói nặng người á, thế nào người ta cũng trả lời lại. Hoặc là nếu người ta hiền lành, người ta không trả lời lại với mình, thì trước sau cũng sẽ có người nói cái câu đó với mình. Tại vì mình cứ luôn luôn mình sống bằng cái cách là nói nặng người khác, và mình không hề bao giờ biết cảm giác của người khác khi bị những lời đó. Cái lỗi của chúng ta là không bao giờ biết cái cảm giác của người. Ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày, sống trong gia đình, ai mà không muốn khỏe, ai mà không muốn rảnh rang, ai mà không muốn có thì giờ để đi chơi. Nhưng mà mình phải công bằng, và chúng ta phải biết cảm giác của người khác, phải chia sẻ công việc. Ví dụ bây giờ vợ làm quần quật cả ngày, đi làm về phải nấu ăn rồi chăm sóc cho con, mà nếu mình có một cái chút quán chiếu cảm giác á, thì mình sẽ thấy rằng vợ mệt quá, thôi bây giờ mình để cho vợ đi tắm rửa nghỉ ngơi, mình lo cái công việc là rửa dọn hay là chăm sóc con cái, nhắc nhở nó học hành. Tức là mình phải chia công việc, chứ đâu phải là cái việc đó của một người. Hay là ngược lại, mình gặp ông chồng tốt quá, lo lắng từ A tới Z, cái mình cứ xách giỏ mình đi chơi không, rồi mình về mình còn coi tivi, rồi vừa coi tivi vừa vũa móng nữa thì nó không được. Tức là mình phải chia sẻ. Cho nên Đức Khổng Tử dạy là cái gì mình không thích thì đừng bao giờ làm cho người. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Chữ vật là đừng, không nên, đừng làm cho người. Ở trong cái chữ nghĩa đó, tiếng Anh dịch nghĩa là loyalty. Người Tàu họ biết chữ nghĩa đó, ở trong đó có một chữ toàn và một chữ ngã. Hiệp hai cái chữ đó thành ra chữ nghĩa. Toàn á là phải toàn vẹn. Ngã là mình, là tôi, là ta. Mình sống ở đời, mình đem hết con người mình để mà chu toàn bổn phận công việc của mình, đó gọi là nghĩa. Ví dụ như là chúng ta có nghĩa cha con. Làm cha không phải chỉ sanh con ra chấm hết, mà phải làm cái nghĩa của người cha. Nghĩa là mình, tôi là cha, ta là tôi là cha. Thì chữ ta đó, trong ta đó
phải toàn vẹn cái nghĩa của ta, cho nên cái ý nghĩa của nó, cho nên gọi là đạo nghĩa. Chữ nghĩa này có nghĩa là đạo nghĩa. Giống như vợ chồng sống lâu ngày với nhau, hết tình mà còn nghĩa. Thí dụ bây giờ nè, mình không còn thương nhau nữa, mà mình nghĩ đến cái chuyện là hết duyên, thì thôi, nếu duyên hết là chấm. Nếu không còn thương thì bất quá coi như người dưng, còn không thì mình cứ coi như bạn, chứ không có kẻ thù. Mắc chi mình thù với nhau, rồi mình gặp con cái mình nói xấu ba nó, mình rồi mẹ gặp con nói xấu ba, ba gặp con nói xấu mẹ, thì mình có phải là mình đã đem cái ý nghĩa không hay, không lành, cái hình ảnh không tốt về hai cái đấng sanh thành ra đứa con đó, mình gieo rắc trong cái đầu của nó, rồi nó có cái ý nghĩ không tốt về cha, nó không có ý nghĩ không tốt về mẹ. Tức là mình đã vô tình á, mình dạy cho con mình bất hiếu. Miệng á thì nói là con phải sống có hiếu, nhưng mà mình, cái cách sống của mình vì giận tức người kia mà mình đã vô tình dạy cho con mình sống bất hiếu. Tức là đừng biết cha là ai, hay là đừng biết mẹ là ai, hoặc là có về thì về nhưng mà ghét bỏ, thí dụ vậy. Cho nên không nên. Vợ chồng là duyên, mà duyên là nợ. Người ta kêu duyên nợ mà, phải không? Và trong nợ đó có nghiệp, cho nên gọi là duyên nghiệp hay là duyên nợ. Bây giờ hết duyên hết nợ thì đừng, đừng nay có nghĩa là chấm dứt. Và thôi thì bây giờ không coi nhau được như người bạn, thì cứ coi nhau như người dưng, chứ không có gì để hận thù. Cho nên cái chữ nghĩa, như nãy giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái chữ nghĩa của người Hoa viết là vậy. Trong chữ nghĩa đó, nó có chữ toàn, nó có chữ ngã. Mỗi con người chúng ta ai cũng có bổn phận, thôi thì chúng ta cứ sống trọn vẹn cái bổn phận của mình để nói lên cái nghĩa đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa là đệ tử, thì bây giờ mình đã làm mang cái danh đệ tử thì mình phải sống trọn cái nghĩa đệ tử. Rồi bây giờ mình là thầy thì mình phải sống trọn cái nghĩa của chữ thầy. Cho nên đối với đệ tử, mình đã sống trọn tình nghĩa của thầy. Còn đối với thầy mình thì mình sống trọn nghĩa của người trò. Thì đại chúng để ý, nếu trong cuộc sống này mỗi người chúng ta ai cũng biết sống với cái chữ nghĩa của mình á, thì bắt đầu gia đình có phần yên thấm, xã hội bắt đầu an lành, và cuộc sống này ít có sự tranh đua, và thầy hay là các bậc trưởng thượng bớt có cái phải cái vấn đề nhức đầu, gọi là giải thích, hay là quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên cái chữ nghĩa là vậy. Và ai trong chúng ta cũng có nghĩa hết. Ta hay nói là hết tình còn nghĩa là vậy đó. Cho nên mình phải dạy. Ví dụ bây giờ con về nó nói cái gì cha, mình phải dạy liền: con không nên nói cái đó, con không nên làm cái đó. Có một cái em đó giận cha, thì chạy lên nói với Pháp Hòa là: con không muốn giữ cái họ của cha con nữa, con muốn đổi họ. Thì Pháp Hòa không cho. Pháp Hòa mới nói: con không cần làm như vậy. Con đổi cái họ thì dễ, mà con đổi cái tâm niệm thì khó. Đổi cái họ rồi ra làm giấy tờ thôi, nhưng mà tâm niệm con chưa đổi thì con đổi ngàn họ cũng vậy thôi à. Và trên đời này ai không có lỗi? Không lẽ bây giờ hỏi mỗi một lần mà người ta có lỗi cái con đổi mặt người ta sao? Nói cái mặt nhìn thấy ghét quá, đập một cái cho nó móp móp chơi, để là đổi cái mặt để đừng nhìn nữa à. Vì cái mặt người đó đang ngon lành vậy mà nó nhìn cái mặt thấy ghét có lợi, bóp một cái để cho người ta có dấu, cái này còn thấy ghét hơn nữa, tại vì cái mặt nó có 5 dấu tay. Cho nên mình phải đổi cái tâm niệm, chứ không phải là đổi cái tướng trạng bên ngoài. Cho nên quý vị thấy á, cái người mà nói tu tâm á, cứ lúc nào cũng nói tu không cần đi chùa, không cần nghe pháp, không cần tụng kinh gì hết, tôi chỉ cần tu tâm thôi. Vậy thì tu tâm dễ hay tu tâm khó? Khó lắm. Mình không hiểu rành mình không hiểu tâm mình, làm sao mình đổi mình tu? Cho nên mình phải biết tâm mình như thế nào mình mới tu tu được. Giống như biết cái xe mình hư cái gì mới sửa được. Còn mình không biết cái xe mình hư cái gì á, là mình không sửa được, nhiều lúc còn tốn tiền nữa. Mà tốn tiền mà không làm được gì hết.
Cho nên đạo Phật có cái hay là vô chùa để làm gì? Để nhận ra cái yếu điểm của mình, cái khuyết điểm của mình, rồi bắt đầu mình tu để mình bổ vô đó. Chứ vô chùa mà ai chọc ghẹo gì mình á, là mình mới biết là cái nhẫn của mình nó đang ở cái mức độ nào. Mình mới được nhẫn cái thân à, nín, không có hành động, chỉ chỏ mới nhẫn một chữ thôi. Bây giờ nhẫn cái chữ thứ hai là nín, không được nói. Nín luôn cái suy nghĩ, cho nên gọi là nhẫn, ba chữ nhẫn. Nhẫn thân, nhẫn miệng, nhẫn ý, chứ không phải cà lâm mà nó nhẫn. Trái chủ oan gia tùng thử tận. Nhịn. Những điều trái chủ oan gia từ đây sẽ tận, sẽ hết. Nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Nhiêu, thiên tai vạn sự nhất tề tiêu. Tha thứ đi, thì tất cả những thiên tai ngàn họa từ đây sẽ chấm dứt. Chữ nhiêu là tha thứ. Tha thứ cái miệng, nói ôi tôi tha lỗi cho anh. Tha thứ luôn cái ý là forget. Forgive là forget nữa. Còn nhiều khi mình forgive mà mình không forget, người ta mệt lắm, đi đâu cũng nhắc hết á. Đó, thành nữ là nhiều khi mình tha người ta bằng cái miệng mình nói thôi, mà cái tâm tư mình chưa tha. Cho nên phải nói ba chữ nhiều. Forgive. Forgive ở trong đầu mình, forgive trong cái lời nói của mình, forgive trong cái hành xử của mình. Hu. Thôi đi. Mặc. Tĩnh lặng. Vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Mình muốn làm thần tiên tự tại không? Quý vị thấy chữ tiên không? Ông tiên là cái người mặc áo rộng rãi, cầm cái quạt hay là cây phất trần, đi có vẻ như là thông thả nhàn nhã lắm mới tiêu tiên. Cho nên người Tàu viết chữ tiên á, bên này là một chữ nhân là chữ người, bên này sơn là núi, núi và người ráp lại thành tiên. Người ở núi là tiên, còn người ở chợ gây lộn tối ngày tiên kiểu gì? Tiên đó là tiên thề, tiên thề là tề thiên. Lây quay cả buổi không có rảnh. Tiên là ở núi, mà ở núi không còn ai gọi là phiền hà, mà núi non là nó làm cho mình tư thái mình nó thông dòng. Chờ cái bài đó hay đó. Nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Nhiêu, thiên tai vạn sự nhất tề tiêu. Mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hu, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi. Quyền hạn danh lợi trùm cả thế gian này thì nó làm cho mình thêm ràng buộc chứ gì đâu. Danh lợi nhiều thì ràng buộc nhiều. Ví dụ mình làm thường dân có muốn đi đâu cũng được, muốn ăn gì cũng được. Còn mình làm tài tử coi, đi ra ngoài đường sợ camera nó ngó gần chết. Có bồ muốn đi chơi với bồ cũng được tự do nữa. Mình nắm tay mà nó chụp ngay bàn tay coi mình nắm kiểu nào. Nắm có thân mật không hay là nắm giả bộ. Không có tự do. Cho nên hư, cái thế công danh bất tự do. Mình có cái công danh mà trùm trời này, cái thế đi nữa thì sẽ là cái người mất tự do. Còn cái người mà có tự do thì nhàn nhã, cho gọi là tiên. Còn không là người tù. Người Tàu viết chữ tù á, ngoài này có hộp, ở trong này một người đóng cái hộp lại kêu tù. Người ở trong hộp là gọi tù, người ở trên núi kêu tiên. Cho nên Tàu ta viết chữ nho đó, ta viết chữ là có ý. Một chữ nhật là mặt trời, một chữ nguyệt là mặt trăng, trời trăng ráp lại là minh là sáng. Bây giờ một mình đứng đây, thí dụ một mình Pháp Hoàng ngồi đây, Hoàng ngồi giữa à. Nhưng mà hễ có một người thứ hai ngồi thì mình dích qua bên để có chỗ cho người ta ngồi. Đời sống mình cần cái đó đó.
Một mình thì mình muốn làm chủ, làm quyền gì cũng được, mà hai mình thì nhớ nhường nhau một chút. Giống như là người Tàu ta viết chữ mộc vậy đó. Mộc là cây, một cây là mộc. Rừng là hai cây, lâm. Mà lâm mà nó sậm sạp, nó rậm rạp, ba cây mộc. Ba cái mộc ráp vô là sậm. Thì cây này lùn chút, cây này lùn chút, cây trên lùn chút, ba cây lùn lùn nhỏ nhỏ đủ vô khuôn. Sống là phải có nhường vậy đó. Thì nó ra cuộc sống. Chứ còn ai cũng muốn lấn đất giành dân hết rồi, coi là toàn ăn rồi, lo chiến tranh không, lo giành đất không. Cho nên tu không thành Phật, thành tiên mà thành Atula. Bởi vì trong sáu cõi, cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, mà cái quả báo của cõi Atula là gì biết không? Nóng giận, tức tối, trợn mắt, nghiến răng, cung tay, đập bàn, dẫm đất. Đó là những cái quả mai mốt lên Atula ở. Có ăn nhưng mà ăn không trọn. Đang nhai cơm vậy nè mà người ta chọc giận một cái phun cái phèo, bắt đầu mắng chửi. Cho nên cái miếng ăn không trọn vẹn. Đó là cái quả của người Atula. Giống như bây giờ mình đang yên lành vậy, cái ai lại nói sốc mình câu, mình giận, mình bỏ đũa, mình đứng dậy, mình cung tay, mình chỉ chỏ, mình thập ngực, mình làm đủ kiểu hết. Thì đó là những cái tướng tá của Tu La. Cho quý vị thấy các vị thần, các vị Tu La, không có ông nào thấy hiền hết đó. Ông nào cũng thấy khiếp hết đó. Cho mình muốn tu là mình thành tiên, thành Phật, chứ không có thành A-Tu-La. Thì bây giờ trước khi dứt, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện. Gặp cái thời mà thế đạo nhân tâm suy vi quá, thì có cái ông đó, thì ông chuyên làm việc nghĩa. Thì cái người đó mới tới khuyên ông, nói thôi bây giờ cuộc đời này nó suy vi, con người sống mất hết cái tình cái nghĩa rồi, thôi ông không cần làm thiện chi nữa, ông không cần phải đi khuyên lơn nhắc nhở giảng đạo gì cho ai được hết á. Thì ông này mới trả lời, nói phàm bổn phận mình làm người là cái người làm việc nghĩa, thì cuộc đời nó càng suy vi, nó càng xuống dốc, thì lúc đó phải chúng ta phải là cái người thi hành cái bổn phận mình nhiều hơn nữa, chứ lẽ nào lại buông xuống. Bây giờ nếu mà một cái ví dụ bây giờ, không lẽ bây giờ cái nhà nó sập có một chân à, rồi mình nói thôi cái nhà này trước sau cũng sập, mà trong khi nó còn ba chân, lấy cây quơ hết ba chân cho nó sập sao? Nó sập có một chân thì cái người mình phải kiếm cách mình chổi cái chân sập đó để cho nó vững được bốn chân. Thì cũng như thế. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của con mình á, thí dụ như bây giờ nó sống theo kiểu Mỹ, kiểu Tây nè, ăn thì nó cũng hết biết ăn đồ Việt rồi, sống thì nó không nói tiếng Việt rồi, nó không có cái gì một chút nào ở đông hết. Rồi mình nói thôi kệ nó, không nên. Mặc dù nó Tây nó Mỹ, nhưng mà có những cái mình vẫn phải hướng dẫn nó trở về với cội nguồn. Tại vì thủy chung nó vẫn là cội nguồn Á Đông, chứ nó không thể chối cãi nó là Mỹ được. Và trong cặp mắt của Mỹ, nó không phải Mỹ. Nó giả bộ, nó sống như Mỹ thôi, nhưng mà trong cặp mắt của người Mỹ nó là Á Đông. Mà khi nó bị ruồng bỏ cái nguồn gốc, không cho nó nhập gia nhập Á Đông à, Mỹ rồi, thì lúc đó nó chơi vơi. Cho nên tại sao thỉnh thoảng phải dẫn con đi chùa, để nó biết cái ngôi chùa là cái chỗ mà người đạo Phật, người Á Đông về nương tựa. Mặc dù nó không đi thường, nhưng mà thỉnh thoảng. Hay là ngày giỗ, mình biểu các con về lại ông nội ba lại, vì hôm nay là ngày kỷ niệm ông nội con mất, ông ngoại con mất, bà ngoại con mất. Không cần nó làm gì, chỉ nói cho nó biết và biểu à đó, ngày giỗ là mình cúng vậy nè, theo cái truyền thống của mình vậy nè. Mặc dù ông bà không có ăn uống gì trong đó đâu, nhưng mà cái đó là mình mượn cái cớ cúng giỗ để nuôi dưỡng cái truyền thống trong cái tâm tư của con cháu mình. Chứ không thể thấy thế đạo suy vi rồi chúng ta đẩy cho nó luôn. Hay là chúng ta nói kệ nó, lớn lên nó tự do, nó muốn làm gì nó làm, nó muốn chọn gì nó chọn. Mình không nói cho nó nghe thì nó biết cái gì nó chọn. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy em á,
thầy không bắt các em phải làm cái gì mà gọi là thầy, thầy không nói là phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhưng mà con muốn làm cái đó, thầy sẽ nói cho con biết cái tương lai mù mịt của cái con đang làm, rồi con chọn lựa. Chứ thầy không thể chỉ con phải làm gì, nhưng thầy phải nói cho con hiểu. Ví dụ nó nói thầy ơi giờ con muốn chích thử rồi nó ra làm sao. Nó đau lắm con, đâu cần thử, đi lấy máu mỗi 6 tháng 1 lần, 5 lần là con cũng biết rồi. Nó ghim cái kim vô, nó mấy giây mấy phút là có ống máu, phải không? Lấy máu để thử coi mình có bệnh chi. Thì bây giờ người ta cũng lủi cái cây kim đó vô y chang vậy mà bơm cái độc vô. Mình lấy máu ra để thử coi mình có độc không để chữa, thì tại sao con lại mang cái độc đi vào trong thân thể con? Mỗi ngày con ăn trái bơ, con xay nước chuối, con ăn đủ thứ gọi là sinh tố. Nhưng mà con coi phim tầm bậy, con đọc sách tầm bậy, con nói chuyện bậy, thì con đưa vào trong người con độc tố. Uống sinh tố cho nhiều mà toàn làm những chuyện để mà đưa cái độc tố vô thân tâm của mình. Thì vậy cho nên cái gì mình không muốn đừng làm cho người. Có nghĩa là chúng ta phải chỉ dẫn. Và cứ nhớ tâm niệm cái câu đó, rồi chúng ta lấy cái đó chúng ta sống. Mình là người mới tới, sợ người ta hất hủi lắm, sợ bơ vơ lắm. Thì phải biết rằng cái người nào mới tới đừng bắt nạt, đừng có ăn ma cũ ăn hiếp ma mới. Ví dụ vậy đó. Hồi mình mới qua coi tiếng Anh tiếng U không biết, đi làm trời bị người ta ăn hiếp, hay là bị người ta kỳ thị, thì mình phải biết là mình cũng không nên như vậy. Tại vì cái tâm trạng khổ não của mình khi mình bị như vậy. Thì thôi hôm nay á, qua cái bài học này, Pháp Hòa trích một phần trong kinh và nhắc lại câu chuyện của Ngài Khổng Tử. Cái câu của Ngài Khổng Tử nói tuy nó ngắn nhưng mà nó trở thành ra một cái câu gì? Cái câu rất là nổi tiếng, phổ thông mà tất cả ai cũng biết. Cái gì mình không thích đừng làm cho người, cái gì mình không muốn đừng làm cho người. Còn Đức Phật dạy cái gì không muốn đừng gây thêm ác nghiệp. Bởi vì nghiệp là hành động, lời nói, suy nghĩ. Suy nghĩ, lời nói, hành động xấu thì chúng ta tự chuốc cái xấu cho mình. Và nhớ là khi chúng ta muốn an vui thì phải học cái pháp an vui. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta học pháp hạnh phúc. Cho nên giữ năm giới: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói lời gây đau khổ cho người khác, không rượu chè cờ bạc. Thử năm cái này giữ trọn đi thì ai là người hạnh phúc? Mình hạnh phúc, tự thân mình hạnh phúc, tự gia đình mình hạnh phúc, chứ Phật có hưởng gì đâu. Nhưng mà Phật thấy, Phật chỉ cho ta biết. Thì thôi bây giờ trong năm giới, đại chúng nào tu chưa trọn năm tu bốn đi. Ai giữ chưa nổi bốn giữ ba, giữ ba chưa nổi giữ hai. Không lẽ giờ một giới giữ không nổi sao? Cho nên có giữ giới là có tu. Nhưng mà thật sự giữ giới là giữ cái gì? Giữ cái giới nào mình bị phạm mới giữ. Ví dụ nè, ở cái xứ này thì chắc mình không có giết người, không dám. Nhưng mà ăn cắp ăn trộm có thể có, là tại vì thỉnh thoảng mình thấy cái đó tốt quá mà không ai nhìn, mà nó ngay trước mắt không lấy tội chết. Mình lấy ăn cắp. Thì bây giờ mình giữ là cái mà mình hay bị nhất là hay thích lấy của người ta, thì cái giới đó là mình cần tu. Cho nên cái chữ giữ giới là giữ cái gì? Giữ cái giới mà mình hay bị phạm thì giữ cái đó cho kỹ. Chứ còn cái gì mình khỏi có bao giờ mình làm thì cần chỉ nó. Thí dụ bây giờ tôi từ nhỏ tới lớn tôi không bao giờ biết chữ bậy, đâu cần giữ chi, tại bản năng, bản chất của tôi không chữ bậy rồi. Nhưng mà tôi có một cái tật là hay cờ bạc, giữ cái giới cờ bạc. Tiền làm khổ lắm anh ơi, đem vô trong đó nó mấy phút cái nó hết trơn. Thấy không? Hết tiền nè, thêm bệnh nè, gia đình mất hạnh phúc nè, con cái thiếu ăn nè, vợ chồng gây gổ nè. Chỉ có một chút đó thôi mà đủ thứ hệ lụy. Mà thấy rõ cái đó, giữ cái đó cho kỹ. Mà giữ cái đó được thì là kêu là giữ giới đó. Cho nên giữ giới có nghĩa là giữ giới nào mình hay bị phạm. Còn cái nào mình giữ được rồi thì đâu có gì phải lo.
Chẳng hạn như bây giờ mình ăn chay trường, tức là bảo đảm không bao giờ mình ăn cái gì mà gọi là cố tình đi mua cái gì ăn tầm bậy hết. Thì đâu cần giữ nữa đâu. Cái tâm tư của mình hãy đi chợ là quầy vô chỗ rau chỗ đậu à. Nhưng mình biết cái tật của mình là hãy dư tiền là hay làm chuyện khác, thì biết rằng giống hạn như mình có cái tật hay mua sắm tầm bậy, thôi thì lúc nào không cần giữ thẻ trong bóp đừng đưa, đừng giữ. Ví dụ vậy, chứ biết cái chỗ nào mình yếu thì mình giữ cái đó. Giống như mình bệnh, biết cái nào bệnh thì mình chữa cái đó. Tại hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng ha, qua cái bài kinh là Phật dạy là cái gì mình không muốn đừng gây ác nghiệp. Và phối hợp với lời của Khổng Tử dạy là sao? Cái gì mình không thích đừng làm cho người. Và qua cái đó chúng ta thấy sống được như vậy là chúng ta sống được với cái chữ nghĩa. Nghĩa là sống hết lòng, sống trọn vẹn. Hai vợ chồng có ly dị thì cái nghĩa của làm mẹ của mình vẫn còn, cho nên mình phải có trách nhiệm chăm sóc con cái. Cái nghĩa của cha còn cho phải làm, chứ không thể bỏ lơ, bỏ mặc con cái. Thỉnh thoảng phải nhắc nhở, phải khuyên nó. Còn cái nghiệp của nó như thế nào là tùy nữa à. Nhưng mà mình, mỗi đứa nó có cái nghiệp của nó. Còn chúng ta thì phải sống trọn cái nghĩa của mình à. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, mong đại chúng có niềm vui. Và tuần sau chúng ta sẽ gặp lại. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem